cho cá ăn rồi. À vâng, thế cũng đỡ rồi ạ. Mèo thì chắc là em bông nay vừa cho ăn hay sao ấy. À, bông chắc về cho bố cho thêm cá ăn rồi. Vâng, thế được rồi ạ. Quan trọng cá ấy. Còn mèo thì đấy, thì thức ăn con để ngay cạnh bát ăn của nó ở trong phòng con ấy. Phòng của con à? Thế bố lại không để ý, bố thấy mỗi con cá nhựa chồng chơi ở đấy. Có cái con dưa thì nó chạy ra thôi, còn con bún thì ấy. Con đang ở trong ổn chứ? Con ổn ạ. Chắc là vừa đi tắm hay sao mà không nghe điện thoại hả? Vâng, con vừa đi tắm, con vừa về chiều con vừa đi đảo. Thế à, ở trong cái tình hình Covid có vào có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì cả. Thế à, chuyến bay của con là bay thẳng Hà Nội của Phú Quốc hay là bay... Phú Quốc, đúng rồi. Bay thẳng luôn, thế tốt, đỡ phải vào Sài Gòn. Vâng. Nó bay an toàn chứ hả? Cũng an toàn ạ. Với cả Phú Quốc bây giờ thay đổi nhiều lắm quá. Phú Quốc nó thay đổi nhanh lắm. Bởi vì nó phát triển ồ ạt. Bố lần đi Phú Quốc là lần gần nhất là lúc nào? Bố đi lần nhất là 2009 cơ mà. Thế thì bây giờ bố vào mà bố thấy chẳng... Anh chính để vào làm mà... cái điều tra đánh giá dân số. Vâng. Nhưng mà bây giờ vào thì nó có nhiều cái chơi hơn. Nhiều cái chơi. Ăn uống rồi là các thứ. Thế còn dừng viết là đi hết rồi. Cái hồi bố vào là thầy sân thì... bay nó vừa làm xong. Sân bay quốc tế nó mới làm được khoảng 1-2 năm trong đẹp. Xây kinh thật chứ. Xây khiếp lắm à? Khiếp lắm, khác không còn, nó khác hoàn toàn, nó không phải một hai bên xây đâu mà nó tất cả các ông bất động sản đều nhất đều vào xây. SỐNG này, VIN này, đủ thể loại, tất điểm mặt, ông nào cũng thấy mặt. Thế có cả EcoPark không? EcoPark thì như không có. Thế còn đây là có đủ hết. Thế thì nó làm mất hết rồi. Ngày xưa bố đi ngày chuyến đầu tiên cái thời làm ở Bộ Y tế thì lúc ấy làm gì có máy bay, đi bằng tàu từ Kiên Giang ra ngoài đấy. Đi mấy chuyến đi thích lắm, nó còn hoang vu. Đúng rồi, lần mà muỗi nó đốt cho ở khách sạn nhà khách nhà kia, muỗi nó đốt cho, muỗi ở đấy to lắm. Tối mà đi ra biển mà đội mặc cái quần short nên là muỗi nó đốt chứ. Bây giờ thì nó khác hẳn lắm rồi. Khác gì à? Bây giờ khác hoàn toàn. Nó hoàn toàn luôn. Ok. Đường xá ô tô đẹp, chạy băng băng, chạy 100 cây giờ. Chạy vòng quanh đảo luôn. Vâng. Ô tô chạy. Thế cái phía đằng cái mũi đằng đằng Campuchia thì nó phát triển, nhìn về phía Campuchia phát triển, những cái mũi đằng phía ngó ra biển kia thì chắc là vẫn còn hoang vu chứ hả? Nó làm đất, còn đi dọc từ Bắc đảo đến Nam đảo để làm đất. Vâng. Ok, con đi mây hả? Vâng, con đi bên mây. Ok, thế nhá, có gì thì nhắn tin gọi điện nhá. Chào Phúc vâng, nha. Vâng ạ, bố giữ gìn sức khỏe nhá. Chào Phúc. Vâng, bố có mua gì? Phải con mua về không? Không, không phải mua gì đâu. Vâng, ok ạ. Thôi nhá. Vâng ạ. Chào Phúc nhá. Gần nửa tiếng, đường dẫn họ tốt qua con cầu rẽ lên vành đai ba trên cao. Khó khăn để đi về phía cầu Thanh Trì, ngay tại vành đai ba trên cao và con sông Đà cũng khó. Đó là những hình ảnh giao thông gần nhất mà chương trình có được. Chúng tôi sẽ dành ít phút để có thêm thông tin mới. Ôi, chào ông, xe dạo này sang nhỉ, có gì mới đấy? Tôi mới lắp màn hình ô tô thông minh GoTech, xe có rộn tay thay à? Đầu tiên theo xe nhảm chán quá, ngoài nghe đại gia chả có gì khác, màn hình GoTech hơn hẳn luôn chứ. Này, không như thế nào phải không? Khoảng xe đạp, xe máy, không có khóa không gì. Lại có internet, đi vào đâu? Không có sợ mất gì. Màn hình tích hợp các bạn ngoan vắng. Đi đâu
tưởng đấy thì lúc đấy vào đâu đi vào đâu được. Lấy tàu đi cứ như xe thuyền xảy ra chứ còn sao nữa. Lại còn mấy tiếng lênh đênh không biết chứ. Thế mà bây giờ nó có cái máy bay đi thẳng cao màn hình ô tô thông minh hotline 1900 633 642 website gotech.vn. Mình vào Phú Quốc, à Phú Quốc là 2012 cuối cùng đợt đi Phú Quốc 2012, 2013 rồi. 222 căn hộ hào quen mất cũng là hai cổng chìm cũng quen cộng đồng bằng ba các hoạt động sinh hoạt cộng đồng và chăm sóc sức khỏe. Nó bé hơn Singapore 1.5 km và an cư thịnh vượng trên nó to gần với Singapore hai mặt tiền theo chiều dài là nó bằng trọng dài nó kém Singapore mất 5 km hoạt động nhưng mà đấy chỉ là chiều rộng thì nó kém chơi ấy thì có cái chết thì sống riêng tư cho nhân dân lấy cảm hứng từ đại lộ sống bậc nhất châu Âu Him Lam và người dân thân từ với núi kiến trúc tinh cổ điển.